Đây tôi giới thiệu cách vận hành máy CNC 30 máy phay. Ok. Ở đây nguồn kia mình bật rồi, bây giờ mình bật cái nguồn cái máy. Ok. Oh. Click on chạy. Qua là bấm máy. Ở đây ăn cái on để máy lên. Chờ tập đoán một thời gian rồi đó. Đợi một tí cho nó khởi động xong đó. Rồi, đầu tiên vào vào cho nó về một vị trí nào đó, rồi sau đó mình về home cho máy chạy nó chuẩn. Giờ là mình chạy gió. Nút gió nha. Muốn gió nhanh lên đó thì mình tăng lên. Bây giờ mới khởi động lên thì máy còn chạy chậm cho nó an toàn. Rồi. Về hôn. Ta ăn nút hôn. Cho được hôn giết về hôn trước. Rồi tiếp tục. Rồi quay được xong rồi quay được máy nó về hôn. Rồi hôn giết nó về hôn. Tiếp tục là hôn y. Còn mà không cho ít. Rồi sau khi máy về hôn, chúng ta bắt đầu cài đặt dao rồi xếp dao. Đầu tiên thì dao sẽ chưa có trên máy. Bây giờ mình nó đang có cái máy, mình muốn lấy nó xuống á, mình chuyển qua cái độ thêm đồ. Sau đó mình nhắn cái mở đầu. Rồi. Đầu tiên mình lắp dao vô á, mình chuyển qua cái độ thêm đồ. Nó lắp dao vào. Bây giờ dao nó vào rồi. Và để mà thực hiện gia công thì chúng ta cần có cá phôi. Rồi sau đó là cài đặt các bộ độ. Thì giới thiệu cho các bạn phay một cái gì đó. Bây giờ mình sẽ gá này lên và khoan một cái lỗ. Thì đầu tiên gá là bây giờ gá của mình là kẹt cồn. Thì để khoan cái lỗ mình kê thằng này lên để khoan lủng xuống luôn. Không có bị chậm bằng máy. Rồi đầu tiên mình kê miếng kê xuống. Tạo chi tiết lên. Đặt làm sao mình canh đồ kia cho nó mũi dao khoan nó đi xuống, nó không đặt đồ kia phía dưới. Thì giờ là chúng ta có góc phía này của Ito là đang được xét với G54. Người ta xét ngay lúc đầu. Giờ mình dùng tọa độ đó mình để mình chạy. Thì mình sử dụng một miếng kha khác. Sử dụng một miếng kha khác để mình có được chịu ít theo G54. Rồi đó mình tiếp. Rồi mình biết người chạy mình để lại. Sử dụng chương trình 25 này cho việc khoan lỗ chuẩn bị này. Gá phôi với mình đặt dao xong rồi, bây giờ mình chuyển qua viết chương trình. Thì mấy cái là viết chương trình cơ bản là khai báo góc độ, độ rồi chúng mua rồi hai món rồi đó, các bạn xem giấy tờ
mỡ nó ra mình biết lại nó chạy. Rồi đầu tiên là hai g 90 để lập trình với tọa độ tuyệt đối, g 54 là khai báo các tọa độ, sau đó chuyển tới vị trí tâm mình muốn gia công. Gia công bây giờ mình sẽ khoan ông cứ giữ đó quay. Thế rồi giờ mình định vị trí gia công, cho là mình chỉ chạy giới thiệu nên mình chưa chuẩn bị trước, rồi mình đo cái khúc sâu là bao nhiêu. Chiều ngang là 38.05. Rồi chiều dài thì mình không quan tâm, bây giờ mình khoan cái lỗ ở khoảng 19. Tọa độ là x sẽ là trừ 50 và y sẽ là trừ 19. Rồi rồi mình di chuyển dao tới tọa độ mình cần, x trừ 50 chấm y trừ 19 chấm LB. Rồi đây là những dòng điện đầu tiên của mình sẽ chuyển tới tâm vị trí cần gia công và góc tọa độ từ 54 thì tọa độ tuyệt đối là 90. Bây giờ là hiện giờ nó đang tới tọa độ này và ở vị trí độ cao là hôm Z. Bây giờ mình sẽ thực hiện mấy lệnh sau thì mình sẽ xét ở phía sau. Rồi mình xét dao ở, mình bù cho nó là ở hô 01. Để cho trao dừng ở vị trí là 100, độ cao Z 100 so với bề mặt của phôi. Thôi mình 13 ly, mình thực hiện mã lệnh G81 khoan ở vị trí này xuống. Vì dày phôi là 13 ly, mình khoan lủng luôn thì mình chọn ở khoảng 16 ly để cho nó qua hết mũi khoan. Thì bây giờ mã lệnh G81 là viết như sau. G81 khai báo cái G99 với G98 trước. G99 là để nó rút về cao độ an toàn, đó là giá trị R mình nhập phía sau. Còn G98 thì nó rút về cao độ xuất phát, đó là giá 100 mình nhập phía trước. Thì đầu tiên mình cho nó rút về cao độ an toàn đi, là G99 đến, sau đó mã lệnh khoan là G81. Rồi tới tâm của lỗ khoan theo tọa độ tuyệt đối hay là x từ 50, x trừ 50 chấm y trừ 19 chấm. Rồi đây là tọa độ của tâm lỗ khoan, sau đó khai báo giá trị z hay là độ sâu của lỗ khoan. Nhập theo tọa độ tuyệt đối thì mình sẽ nhập xuống từ 16 ly. Giá trị R là khoảng cách an toàn so với bề mặt phôi mình chọn 2 ly. Rồi mã lệnh tới đây là hết đúng không? F được. Còn mà F nữa là giá trị F mình cho khoảng tốc độ là khoảng 25mm trên 1 phút. Đây thì cũng mệt được. Mình sau khi mà mình mã lệnh bù dao xong á thì mình nên cho nó mở dao và mở nước, cho nó chạy dao quay và mở nước ở ngay vị trí dây trăm này. Thì theo mã lệnh quay dao là F, sau đó tốc độ còn quay là 400, mình chọn khoảng như vậy. M3 cho quay cùng chiều, sau đó mở nước luôn. Rồi thì lúc này là dao nó sẽ đi tới giấy 100 ở tọa độ là trừ 50, trừ 19, sau đó là quay dao với tốc độ 400, quay theo chiều kim đồng hồ và mở nước, sau đó thực hiện mã lệnh khoan là 81. Sau khi thực hiện mã lệnh khoan là 81 rồi thì dao nó sẽ rút về cao độ R2 và tiếp tục, sau đó nó sẽ di chuyển theo những mã lệnh tiếp theo.
Sau khi khoan xong thì mình cho, bây giờ mình giới thiệu khoan một lỗ, sau khi khoan xong mình sẽ cho dao chạy về vị trí hồn của máy luôn. Thì sau khi máy lì tấm ống là mình muốn khoan thêm một lỗ nữa cho nó đủ cho nó nhiều của máy đình khoan. Thì bây giờ máy đình khoan tiếp theo là máy đình khoan G83. G83 này mình sẽ thực hiện cho lỗ khoan ở vị trí là X từ 100 và Y cũng từ 19, cùng hàng Y với thằng lỗ phía trên. Thì tiếp tục là sau khi mà mã lệnh G81 này kết thúc, có nghĩa là con dao mình nó đang nằm ở vị trí ZR2 là Z2 chấm. Bây giờ mình sẽ di chuyển con dao tới vị trí tâm tiếp theo là thực hiện mã lệnh, tiếp tục là mã lệnh khoa G83, mình nhập G99 99 G83. Còn độ tâm tiếp theo mình muốn đó là X từ 100 chấm Y từ 19 chấm. Rồi, đây là độ tâm. Sau đó sẽ tới giá trị khoan xuống bao nhiêu ly thì mình sẽ xuống giá trị là âm Z từ 16 ly. Rồi, sau đó là khoảng R mình sẽ cho giống như trên. Sau đó là quy, thì lượng quy có nghĩa là xuống máy lệnh G83, máy lệnh khoan sau thì nó xuống một đoạn, nó sẽ lên lại để nó bẻ phôi. Như vậy mình cho quy với giá trị bao nhiêu thì nó xuống bấy nhiêu đó rồi nó lên lại. Mỗi bước khoan nó sẽ xuống một giá trị bằng quy. Mình nhập quy là khoảng 3 ly. Quy đâu rồi? Quy 3 chấm. Rồi sau đó là máy lệnh chạy dao F. Nếu bây giờ mình nhập F giá trị khác 25 thì nó sẽ chạy với giá trị mình đang nhập. Còn nếu mình nhập muốn nhập giá trị chạy dao vẫn là 25 F thì mình có thể bỏ qua lệnh F ở đây. Còn nếu mình chạy khác đi, bây giờ mình chạy ở F30 đi. F30. Rồi. Lúc này là dao nó đang chạy tới dao sau khi khoan cái lỗ 81, G81 đó là khoan một lần và xuyên thủng lỗ luôn. Thì sau khi khoan ở vị trí từ 50 từ 100 nó sẽ chuyển qua G83, nó khoan ở từ 5 từ 19. Rồi mới lại nó xong, bây giờ sau khi khoan cái lỗ này xong mình sẽ cho dao rút hẳn lên về Z0, tức là về hôn của Z, sau đó là về hôn của Y. Máy trở về giá trị hôn sau khi gia công. Thì hiện mã lệnh G28. Sau khi mà chạy Z0 rồi mình sẽ chạy về X và Y. Rồi. Cái lúc mà mình khi mà mình chạy G99 cho dòng G83 thì sau khi kết thúc mã lệnh G83 này, dao nó sẽ nằm ở giá trị G2. Thì lúc này mình nên tắt nước với lại dừng cực kính luôn. Thì mình thấy mã lệnh dừng cực kính và tắt nước ở trên. Rồi dừng cực kính là M5. Sau đó là M9. Để mình tăng nước. Rồi, lúc này sau khi mà thực hiện hai dòng lệnh này xong thì máy đang ở vị trí hôn. Rồi sau đó mình kết thúc chương trình ở đây. 30. Đây là toàn bộ chương trình cho việc khoan hai lỗ này. Vậy chương trình nó sẽ chạy là chạy đầu tiên lấy gốc G54 chạy tọa độ tuyệt đối tới X trừ 50 và Y trừ 19. Sau đó thực hiện bù dao ở H1 và kết thúc ở Z100. Sau đó chạy thẳng xuống R2, tức là cách mặt sau 2 ly. Sau đó thực hiện khoan trực tiếp, khoan thẳng xuống tại tọa độ là từ 50 trừ 19, độ sau là trừ 16 ly, khoảng cách an toàn là 2 ly, với F chạy dao là 25, số vòng quay là 400. Rồi mã lệnh khoan G81 xong rồi sẽ khoan G83 ở tọa độ như trên hình. Sau đó kết thúc chương trình, tắt nước, tắt cực kính và kết thúc chương trình. Giờ mình vận hành máy này. Trước khi mà mình tên là mình bù dao vào H1
Thì bây giờ mình thực hiện xét dao cho con dao khoan mình đang lắp lên trục chính. Thì đầu tiên là mình cho chế độ gióp. Mình sẽ chạy cái con dao. Mình sẽ chạy con dao này tới vị trí không vị trí quả cư đi, đang quả cư. Rồi. Thì giờ đang vị trí lúc nãy mình về hôn rồi, bây giờ mình lỡ tay mình ấn dương cho nên là nó thực hiện nó báo điện là quá cử. Giờ mình với cái máy này á, để giải quyết cái vấn đề này á, mình sẽ chuyển qua chế độ handle. Sau đó mình giữ nút vàng này là nút giải cứu cho cái trường hợp mà vượt quá trọng quen. Rồi xoay cục handle ở chế độ Z, bước tiến là 0.02 và quay theo chiều âm cho trục Z đi xuống. Lúc đó bạn nhìn trên trục mình sẽ thấy trục Z nó đi xuống từ từ. Cái này là bị quá trục cho trục Z đã được giải quyết. Rồi, cái này ấn reset và lỗi nó sẽ qua. Mình sẽ lấy xong cái lỗi bị quá trục, sau đó mình chạy gióp về vị trí dao nó nằm ở vị trí nằm ở chính giữa máy một tí, tức là đánh xa thì đi hồn. Rồi, điều khiển đi tiếp. Rồi, ở vị trí chung, ở vị trí giữa này thì mình đi về hôn. Trước khi mà mình xét dao lại chạy chương trình thì mình đi về hôn để cho máy nó chạy nó tự nhiên chạy nó cầm. Rồi, giờ mình đi về hôn, giữ nút hôn, ấn nút hôn rồi sau đó cho dịp hôn vé trước. Mình tăng tốc độ gà không lên để cho việc về hôn nhanh chóng hơn. Rồi sau khi máy về hôn, bắt đầu mình thực hiện việc xét dao. Mình cho dao chạy tới vị trí ngay phôi và cho vé xuống để cho nó chạm phôi. Chọn chế độ gióp. Sau đó mình chạy giảm gà không lại để cho chạy trong tầm kiểm soát của mình. Mình hạ vé xuống cho ít hay vừa thôi. Rồi. Rồi gần tới mình dừng lại, mình chuyển qua cái độ handle. Rồi mình đi bằng tay và quan sát. Thì giờ mình đang thấy dao nằm ở vị trí này chưa chạm được phôi, mình sẽ di chuyển sao cho dao chạm phôi ngay đứng trên ngay bề mặt của phôi. Rồi bây giờ mình hạ trục vé xuống và khi càng sát bề mặt mình sẽ lấy bởi vì đây là khoan nên mình không cần sự chạm mặt chính xác ở đây, mình cho nó lủng luôn nên chỉ vừa chạm thì có thể lấy giá trị rồi. Rồi cái thứ đó mũi dao sát của chi tiết chi cạn một lần sát gần, sau đó mình qua mình nhìn vào giá trị trên ô machine của máy. Hiện giờ nó đang thể hiện tọa độ của máy. Với ở OZ thì Z con dao này đang nằm ở độ sát của phôi thì nó đang có tọa độ là từ 202-840. Thì mình lấy cái giá trị Z này mình sẽ bù vào, mình sẽ ghi vào trong ô nhớ H1 để thực hiện việc bù dao trong mã lệnh G43 lúc nãy trong chương trình. Thì mình lấy giá trị này, nhớ giá trị này là trừ 202.840. Mình qua ô offset ở H1, tức là cái số 001 này nó đang hỏi cho H1 nhập số vừa rồi vào trừ 202.840. Thì giá trị này là chính giá trị lúc nãy, sau đó mình ấn input để cho giá trị này nó vào ô 001. Rồi hiện giờ ô 001 đã mang giá trị hiện giờ của tọa độ Z. Rồi trở về rồi bây giờ là cái việc bộ dao đã xong. Thì bây giờ trước khi thì chạy dao mình lại rất là hôn, bởi vì những cái máy này nó tuổi đời của nó khá là lớn rồi, nó không thể làm việc gì mà đang lơ lửng mà phải về hôn cho nó bắt đầu chạy. Thì sao về hôn giống như lúc nãy, hãy quên kiểm tra mất cái giá trị kia bao nhiêu, phải 202 cho nó cũng không đúng không. Rồi chờ máy về hôn rồi bắt đầu
không? Ở trong quá trình máy bay hôm thì sau khi máy bay hôm xong mình kiểm tra lại chương trình một lần nữa và bắt đầu chạy. Rồi máy đã về hôm xong, mình kiểm tra chương trình bằng cách về vào màn hình program xem lại chương trình. Rồi chương trình có vẻ khá ổn, mình đã bắt đầu chạy. Đầu tiên để mà chạy thì mình nên giảm những cái tốc độ mà đi tiến nhanh được không, giảm về giá trị 25% và mình đặt tay ở đây để mình làm chủ trong quá trình di chuyển không của máy. Đôi khi nó sẽ vướng gì đó hay nó không đúng hay cái gì mình muốn thì mình còn có thể sửa lại. Có thể dùng lại chương trình rồi và đặt tay trái vào nút khởi động chương trình, chuyển qua chế độ auto, sau đó nhấn chặn chương trình. Lúc này dao đang di chuyển với tốc độ là không và ở mức 25% là không. Khi bắt đầu tiến xuống mình giảm rồi không lại để mình biết rằng nó đang đi đâu, mình qua ô post để biết rằng khoảng cách hiện giờ còn bao nhiêu. Nó đang di chuyển xuống Z 100 là giá trị bù của mình và còn 30 ly nữa là nó chạm tới giá trị 100. Đây hiện giờ đi tình go có nghĩa là khoảng dịch chuyển của dao còn lại trong cái quá trình mã lệnh câu lệnh này. Câu lệnh hiện giờ đang chạy là câu lệnh số 2 tới giá 100. Rồi hiện giờ là xong. Tại giá 100 thì nó sẽ mở dao giống như chương trình. Giá 100 sẽ dao chạy với tốc độ 400 và bắt đầu mở nước. Rồi mở nước đã xong thì mình thấy rằng bây giờ hiện giờ giá 100 nó đang đúng rồi, nó đang nằm ở khoảng 800 rồi, có nghĩa là nó đang chạy càng càng đúng hơn những gì mình muốn. Rồi mình cho chương trình chạy tiếp tục, tăng cái giờ không lên. Tăng cái tỷ F lên cho nó giao đi xuống. Rồi bây giờ mình giới thiệu tới các bạn điều khiển của cái dòng máy này. Thì hai nút đầu tiên là mình khởi động và tắt máy thì nó ở đây, nút on màu xanh và màu đỏ. Sau khi mình thực hiện on xong rồi thì máy nó sẽ chạy lên. Những thông số trên này là những thông tin mà nó giới thiệu cho mình, trong đó một vài cái ở đây mình không có biết được. Rồi giờ chúng qua coi qua bảng điều khiển. Thì bên này là bảng để mình lập trình bằng tay và sau đó nếu mà lập trình bằng máy thì trong quá trình mình chạy mình muốn sửa chữa gì mình sẽ sửa chữa bằng bảng này. Bên này là những chữ và bên này là những số kết hợp để tạo ra những dòng lệnh. Ở đây là những nút chức năng Enter, Insert, Delete để chúng ta nhận chỉnh sửa. Rồi hàng dưới này là hàng một là Boss, tức là hiện giờ mình coi position nó chạy thế nào. Program, Offset, Menu và những cái này thì mọi cái bảng điều khiển của máy CNC đều có và nó sẽ tương tự nhau. Như vậy là các bạn đọc và các bạn có thể tìm biết được. Còn cái bảng này, còn phần dưới này là phần riêng của cái máy này, mỗi máy nó sẽ khác nhau. Thì đây là bảng tọa độ chính, bảng tọa độ dưới này là machine, có nghĩa là tọa độ tuyệt đối đối với tầm đối với góc không của máy, đó là độ này mình sẽ lấy để xét dao. Sau đó là những cái ô khác, tức là thể hiện sự liên quan tới một cái góc nào đó. Hiện giờ mình đang lấy là mình đang chạy trước đó thì cái này mình chỉ quan tâm khi nào mình cần dùng nó thôi. Còn bây giờ thì mình chỉ quan tâm tới ô machine để mình xét dao. Rồi còn phần phía dưới này, nút đỏ này là nút để dùng dừng chương trình, tức là chương trình đang chạy mà mình phát hiện là sao nó có cái điều gì đó không đúng lắm thì mình dừng ở đây, hoặc là muốn dừng để mình kiểm tra mình dừng ở đây. Nút này là chạy chương trình, nút này là nút edit, có nghĩa là để mình chỉnh sửa chương trình. Các bạn nhìn ở đây, khi mà trên màn hình chính, khi mà nhấn qua nút edit thì chữ edit xuất hiện. Lúc này mình sẽ vào program để mình chỉnh sửa chương trình, lúc đó mình có thể đi lên đi xuống lại và sửa vị trí mình cần. Rồi sau edit rồi mình sẽ chuyển qua nút này là auto. Auto này có nghĩa là sau khi mà chương trình có rồi, mình sẵn sàng để chạy rồi, mình chuyển qua auto và mình bắt đầu chạy chương trình. Chế độ MDI, những chế độ này thì có trên tất cả các phần các máy CNC và trong sách chạy về CNC đã nói rồi.
Rồi lúc này là nó chạy gì đó, chạy trường cô lệ nữa, chạy bên đó BNC mày ghế chuyên sáng à 8 đúng không? Rồi lúc này là chạy cho chương trình mà thực hiện trực tiếp máy kia, máy vi tính đang truyền qua thì máy này đồng thời thực hiện bị chạy. Còn auto này có nghĩa là cái nước auto bên này thì nó là mình truyền chương trình cho toàn bộ chương trình, mình truyền hết qua máy CNC này rồi sau đó mình chuyển qua chế độ mình chạy. Còn cái này thì chạy trực tiếp chương trình trên máy tính. Rồi handle, cái này rất quen thuộc để mình truyền bằng tay kết hợp với cục quay handle, thì cục ZXY và bước tiến thì mình thực hiện ở đây này. Sau đó là gió, có hai chế độ chạy gió, một là chế độ gió chậm để mình chạy trong khi mình muốn chạy chậm, còn gió nhanh thì nó sẽ nhanh hơn trong quá trình tiến để về chạy nhanh tới vị trí nào đó. Mình thấy rằng khoảng chạy dao nó rộng rồi mình có thể chạy gió nhanh. Sau đó nước hôm này sẽ kết hợp với, khi mình ăn chọn nước hôm thì mình sẽ kết hợp với ba trục. Thường thường để an toàn thì mình sẽ về hôm cho Z trước, tức là Z cộng về hôm trước, sau đó là Y cộng và Y cộng. Thì quá trình về hôm này quen thuộc lắm rồi. Còn cái này là bạn thấy cái hiệu vào nước, thì cái này là để tắt nước và mở nước, nhấn vào thì mở, mà nếu muốn tắt thì nhấn thêm cái nữa là tắt. Bên này là bảng dành cho điều khiển trục chính, nút xanh ở trên là để cho chạy trục chính và ở dưới là tắt trục chính. Thì chạy trục chính nghĩa là nó, khi mình ấn nút này là mình chạy trục chính thủ công, nhưng mà nó lấy số vòng quay trục chính trước đó, tức là trước mình khi mình nhấn nút này thì trước đó nó có mã lệnh chạy bao nhiêu thì nó sẽ chạy, và nó không còn quan tâm, tức là mình không biết được là trước đó nó chạy bao nhiêu hết. Rồi qua cái nút vàng này là để nút dành cho mình sửa lỗi khi mà lỗi quá trục, nghĩa là khi mình lỡ tay hay là vô tình nó chạy quá trục thì mình sẽ dùng nút này kết hợp với chế độ handle, giữ nút này để thực hiện, đó là giữ nút này và bấm handle giữ, sau đó thực hiện quay trục handle, quay cục điều khiển handle. Thì mình sẽ quay theo chiều nào đó, mình quá trục dương thì mình sẽ quay âm để nó hết quá trục dương, thì tương tự như vậy cho ba trục. Rồi nút emergency là để dừng khẩn cấp, mình thấy có điều gì đó lỗi hay là va chạm gì đó mình sẽ dừng khẩn cấp ngoài đó để mình sửa chữa. Rồi lúc này để những cái bậc mà thường thường là đi min 25, 50%, 100% này là để điều khiển G0, nó giống nhau ở hầu hết các máy CNC. Qua tốc bên này là nút điều chỉnh fixed range, là tốc độ chạy dao thì nó sẽ đi từ 0 cho tới giá trị 150%, đối với máy này là 150%, nhưng mà máy khác nó có thể nhiều hơn 200-250. Đây là điều khiển cho 30 XYZ trong chế độ gió. Và còn bộ màn hình máy này thì ở điều khiển máy này thì còn có những cái phần chính như vậy, thì gần như là máy CNC nào đều có những cái phần chính như vậy hết. Còn những cái chức năng phụ thêm đèn hay là quay gì đó, đây là máy 30 thì nó tầm này thôi, và gần như là máy nào cũng giống như vậy. Rồi bây giờ mình đang thực tập tại công ty thực hiện mua hàng dịch vụ Lê Đăng, thì mình là thành viên năm thứ tư từ đầu năm qua. Đây là máy 30 mà trong xưởng này có thể là nó mạnh mẽ và đẹp mẽ nhất. Thì rồi là clip giới thiệu cho các bạn về quá trình điều khiển và vận hành gia công cho máy này. Thì,